Đây là hình ảnh quý vị và các bạn đang nhìn thấy là Lương đang đứng trên tầng 3 của trung tâm quốc hội, đúng không? Trung tâm quốc tế, trung tâm hội nghị quốc tế. Đó, view xuống nhìn thấy ở phía bên dưới hồ kia đủ sáu ngọn núi nhá. Chúng ta nhìn thấy này, có 6 ngọn núi giống như là Hạ Long trên cạn. Và phía xa xa quý vị nhìn thấy kia này chính là cái đền Tam Trúc Cổ đang nằm ở giữa lòng hồ. Hiện nay muốn ra đó thì không ra được, phải đi bằng du thuyền. Đấy. Nên là Lương sẽ review cho toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta nhìn thấy đây là trung tâm, đang đứng ở trên tầng 3 của trung tâm hội nghị quốc tế. Và Lương thấy hết sức bất ngờ. Đó là sau chỉ có hơn 10 ngày thôi thì công việc đã hoàn thiện gần như tới 80-90% rồi. Đấy. Cả bên trong lẫn bên ngoài. Đấy, những cái công việc chính là đã cơ bản hoàn thành. Đó. Lên ở phía sân vào đấy. Quá đẹp quý vị các bạn. Phía trước là toàn cảnh quý vị các bạn đang nhìn thấy, đó chính là cảnh của đội trước cửa trung tâm hội nghị quốc tế nhá. Thực sự là rất bất ngờ, chỉ sau hơn 10 ngày thôi đấy, thì mọi công việc đã được hoàn thành tới 80-90% rồi đấy, chắc đêm nay ngày mai nào hoàn thành hết đấy. Đấy, còn phía xa kia quý vị đang nhìn thấy đó chính là cái cổng chùa Cam Tam Trúc chính, nhưng mà chúng ta sẽ mờ, rất khó nhìn nhá, thì đứng view sẽ hơi xa đó. Và phía bên này nó là ở bên trái của trung tâm hội nghị quốc tế. Hình ảnh và bây giờ thì Lương sẽ review toàn thể quý vị và các bạn về những lá cờ đây. Những lá cờ của hơn 100 quốc gia đã được bay phấp phới rồi đó. Hiện nay Lương đang đứng trên tầng thứ 3 của tòa nhà quốc hội. Phía xa này chúng ta nhìn thấy cái cổng chính của chùa Tam Trúc đấy, và bức tượng màu trắng trắng kia. Đấy, kia là cái lối dẫn chúng ta lên các điện khu quần thể. Đây là hình ảnh ở trên tầng 3 của trung tâm hội nghị quốc tế nha các bạn nha. Công việc trên tầng 3 đã hoàn thiện 100%, chỉ còn bố trí âm thanh ánh sáng nữa là xong. Và đặc biệt nữa là Lương review cho toàn thể quý vị các bạn nhìn thấy, đây là cái bình ngọc xanh, bình gì đó nhìn rất đẹp.